giữa tháng 4 năm 2019, dư luận phi chính thống đã liên tục khai thác ba vụ việc liên quan đến vấn đề quyền sử dụng, quyền sở hữu đất ở Việt Nam để cổ vũ các nhóm khiếu kiện, biểu tình, kêu gọi thừa nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai và tuyên truyền chống nhà nước. Đó là việc Bộ Tư pháp đề nghị hoãn sửa đổi luật đất đai. Việc nhóm dân khiếu kiện ở xã Đồng Tâm kỷ niệm 2 năm hoạt động vào hôm 15 tháng 4 và việc Nhóm dân khiếu kiện ở xã Dương Nội biểu tình trước cổng trụ sở Tiếp dân Trung ương tại Hà Nội hôm ngày 17 tháng 4. Trong quá trình đó, họ tiến hành tuyên truyền theo năm hướng song song. Thứ nhất, hai nhóm dân khiếu kiện vừa nêu nhắc lại cái lý của mình trong các vụ thu hồi đất để thuyết phục dư luận và pháp luật ủng hộ cho họ. Chẳng hạn, đại diện của nhóm Dương Nội là bà Cẩn Thị Theo nhắc lại rằng trong quá trình thu hồi đất, chính quyền xã đã không tổ chức họp dân và lấy ý kiến của dân không bố trí công an việc làm và nơi tái định cư cho họ như đã hẹn, và đã đánh đập họ trong quá trình cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Thứ hai, họ tự những bước tiến mà mình đã đặt ra sau thời gian khiếu kiện vừa qua. Chẳng hạn, bà Theo tuyên bố rằng, nhờ sự giúp đỡ, kỳ sức ép của báo chí quốc tế, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng kiều bào, chính quyền đã buộc phải vào cuộc thụ lý vụ việc, thay vì ỉm đi như trước. Thứ ba, Nguyễn Anh Tuấn ca ngợi việc hai nhóm Dương Nội và Đồng Tâm kết nghĩa với nhau nhân dịp nhóm Đồng Tâm tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm hoạt động. Thứ tư, BBC mượn các vụ việc vừa nêu để bình luận rằng Việt Nam nên thừa nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai. Trong cùng hướng này, Diễm Thi RFA và Trường Sơn Việt Nam Thời Báo công kích việc Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đề nghị rút vấn đề sửa đổi, bổ sung luật thế bảo vệ môi trường và luật đất đai ra khỏi nghị trình năm 2019 của Quốc hội. Thứ năm, nhiều tổ chức cá nhân chống đối mượn chuyện đất đai để tuyên truyền chống chế độ. Chẳng hạn, Cứng Thị Theo trả lời phỏng vấn BBC rằng, nếu nhà nước không thay đổi chính sách trong vấn đề đất đai, thì người dân không chịu được nữa sẽ tức nước vỡ bờ, nhẫn chìm chế độ tàn ác. Trong cuộc biểu tình của nhóm dương nội trước cổng trụ sở tiếp dân, bà Theo cũng hô khẩu hiệu, đã đảo Cộng sản độc tài tham nhũng. Như báo chí chính thống đã đề cập, chính quyền địa phương từng có nhiều quyết định không hợp lý khi giải quyết các khiếu nại ở xã Dương Nội và Đồng Tâm. Tuy nhiên, trong những năm qua, chính hai nhóm dân oan ở Dương Nội và Đồng Tâm cũng che giấu không ít sự thật xấu xí về bản thân họ. Thứ nhất, là việc họ đang sống một cách no đủ, thoải mái nhờ tiền tài trợ của các tổ chức cờ vàng hải ngoại. Đổi lại, họ liên tục biểu tình thuê cho các tổ chức này. Thứ hai là một loạt các hành vi gian dối của họ, như việc nhóm dân oan đồng tâm, dọa đánh những cư dân địa phương đồng ý nhận tiền đền bù, hoặc vì các yêu sách về đất đai của nhóm này có thể bị Google Maps chứng minh là vô lý. Còn quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai có giúp ích gì cho nhóm dương nội và đồng tâm không? Hay sẽ chấm dứt hy vọng đòi lại đất của hai nhóm này? Đặt câu hỏi thực tế trên, ta sẽ thấy, việc khoảng sửa đổi luật đất đai để nghiên cứu thêm là một quyết định có mặt hợp lý